bây giờ tôi sẽ test chiếc máy Tokyo Vita 55 này cho các bạn xem, và đối với nó mình sẽ đánh cá bảy cá đôi lồng. Bấm chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động và chúng ta hãy cùng nhấn nút để đánh nana. Sau khi các bạn mở nắp này, sau khi chúng ta test chiếc máy Tokyo Vita 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.